Chào các bạn tin nhanh 24/7. Thủ tướng Ấn Độ thăm Nga. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 23 tháng 12 đã tới Moscow bắt đầu chuyến thăm Nga 2 ngày của mình. Ngay khi đặt chân tới Nga, Thủ tướng Ấn Độ đã có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nội dung cuộc gặp tập trung vào các vấn đề kinh tế và chính trị. Trong chuyến thăm của mình, ông Modi sẽ tham dự một hội nghị thường niên giữa Nga và Ấn, đồng thời tiến hành ký kết một loạt thỏa thuận với Nga, trong đó có thỏa thuận về hạt nhân và quân sự trị giá hàng tỷ USD. Về vấn đề khu vực, thương mại tự do và thúc đẩy du lịch cũng sẽ được Modi đem ra thảo luận. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip này. Gặp lại quý vị ở clip kế tiếp. Nhớ like, share, nhấn subscribe.